Rồi, mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đến xem kênh của em ngày hôm nay á. Rồi hôm nay thì đến với bài kiểm của bạn Nam ha. Địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Để bạn Nam qua giao lưu với cô chú anh chị gần xa một số cái mà giống mà ghép lên vườn của bạn Nam ha. Để cô chú anh chị mình sưu tầm lấy giống hoặc là mình dưỡng là mình cho Tết năm 2025 cô chú anh chị. Em cũng mong cô chú anh chị mình vào xem được cái nào mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Mình không làm mất thời gian đó ha. Nhưng mà cô chú anh chị mình nhập luôn bạn Nam ha. Để bạn Nam chào giới thiệu qua giao lưu nha. Rồi mình chào Nam ha. Rồi chào bạn ha, chào cô chú anh chị gần xa. Nó tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị một Molo Mai. Giờ giờ cô chú anh chị mình nuôi làm chơi Tết 2025 nha. Giờ một cây clip từ mã số 31X, một cây nhì ngọc tàn nha cô chú anh chị. Nhì ngọc tàn ha. Đúng rồi, một cây nhì ngọc tàn, vô dây chỉnh sửa hết rồi nha. Giờ quỳnh hơn ở điểm này là được 19 nha cô chú anh chị. Đây có tàn không cô chú anh chị ha. Chiều cao 54, tới ngay 56. Rồi cái nhì ngọc tàn giao lưu cô chú anh chị giá cũng chi là 500 nha. Rồi 500.000 đợi rồi. Cái rồi tiếp theo cái mã số, rồi tiếp theo là mã số 32X, rồi cũng là một cây nhị gọc tàn nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này vô dây chỉnh sửa tàn còn do hết trơn cô chú anh chị ơi. Mình hơn là được 19, chiều cao là được 72, tới ngang là được 60. Rồi cái nhiều tàn giao lưu của chú anh chị giá là 700.000 bao phí ship nha. Cái này cái tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Rồi, giá 700.000. 32. Rồi mã số 33X. Rồi 33X cũng là một cây nhiều ngọc tàn của cô chú anh chị. Rồi. Tầm hơn được 20. Cái này có bị lỗi cái lưng ha. Tổng bệ đế là được 89 nha cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao là được 67. Tán ngang là được 60. Rồi cái mã số 33X giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là giá 700 thôi. Rồi 700.000 mình bao ship các bạn. Rồi quá trời đẹp. Rồi tiếp theo cây mã số 34X cũng là một cây nhiều tàn luôn, mình thân là được 19. Rồi củ đạt là được 30, chiều cao là 54, tán ngang 53. Đây là giao lưu của chú anh chị mình ha, giá là 500.000 luôn. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo mã số 35X. Rồi 35X cũng là một cây nhiều tàn nha của chú anh chị. Cây này lùng lùng rất dễ thương nha. Quanh thân là được 18, củ đạt là được 40, cao 48, cái ngang 45. Rồi cây giao lưu với cô chú anh chị giá 450 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi theo là mã số 36X là một cây nhị ngọc vàng dán bay nha cô chú anh chị. Rồi dán bay quá trời đã nha cô chú anh chị ha. Rồi quanh thân là được 22. Rồi quỳnh cũ là được 38, chiều bay là được 75, chiều ngang là được 52. Rồi cây nhiều tàn giao lưu giúp của chú anh chị giá 800.000 bao phí ship nha. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi, rồi tiếp theo là mã số 37X cũng là một cái siêu bông mình lợi nha của chú anh chị. Quỳnh thân là được 16, nó cũ luôn ha, nguyên cũ nè, cao 92, tính ngang được 60. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá 500.000, mã số 37X. Rồi đợi cái ha. Rồi mã số 38X. 38X cũng là một cây nhị ngọc tàn nha cô chú anh chị. Cái tàn quá xa đã luôn nha. Quỳnh thân là được 19, củ đạt 29. Cây đang đi coi đạo tiếp theo nè cô chú anh chị nè, bất ngọn nè. Cao là được 60, tán ngang là được 48. Rồi cây mã số 38 này giao lưu với cô chú anh chị giá 650 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 39X. Rồi 39X cũng là một cây siêu bông mình lợi nha. Rồi mình thân là được 18, cao 66, ngang 64. Siêu bông mình lợi giao lưu với cô chú anh chị giá 550 nha. Rồi 550 ha. Rồi rồi tiếp theo cây mã số, mã số 40X cũng là một cây nhiều tàn nha cô chú anh chị. Quỳnh thân là được 16. Rồi cao 50, tính như 52. Rồi cái nhập tàn giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 450 luôn. À 450 ha. Rồi cái mã số 40X cũng là một cây cuối clip của em luôn. Em cũng cho thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem mấy clip á. Và rất mong cô chú anh chị ủng hộ á. Em xin chào và hẹn lại nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là bạn Nam ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho bạn Nam trong những clip trước ha. Như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình xem được cây nào thấy giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của bạn Nam nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.